Hello các bạn, hôm nay các bạn có khỏe không? SV các bạn, SV. Oh, cái màu rất là đẹp các bạn ha. Thì hôm qua mình đã sơ chiếc xe này xong rồi, thì bây giờ mình sẵn sàng lấy nó ra và chạy một vòng các bạn ha. Mình muốn make sure là cái chiếc xe này nó ok trước khi mình giao cho anh Hà ha, một người anh tên là anh Hà, rất là phong độ các bạn, rất là phong độ. Thông thường á là gậy nó đã bu nhiều rồi mà chạy chiếc SV này nữa thì các bạn biết cái cần quạt kiến ở trên đây không? Hôm nay nó bu lên mà nó phải quạt cho nó rớt xuống các bạn. Nhìn rất là phong trần. Một phiên bản nhìn rất là xuất sắc đúng không các bạn? Bữa mình nói anh Hà, sao anh Hà không tháo cái này ra, hai cái cần quạt này cho nó trống nhìn cho nó đẹp, cái nó không được đâu em. Tại vì mỗi lần anh chạy ra ngoài á, gậy nó bu lên phải quẹt cho nó rớt xuống. Chứ anh cũng muốn tháo lắm, như muốn tháo nó, tháo nhìn nó đẹp phải không, mà tháo ra gậy nó bu quá anh cũng phải quẹt. cũng đúng, tại vì cái người chủ nhân của chiếc xe này nhìn rất là phong trần các bạn, rất là phong trần, nhìn phải nói là một giống như cái người nói sao cho đúng, chạy mấy cái Harley Davidson các bạn, đó nhìn phong trần bẩm trợn các bạn vậy. Nguyên nói vậy đúng không? Thì thay bình nó vô rồi ha các bạn ha. Thường thường cái bình xe nó yếu thì nó hay nổi cái gearbox malfunction, cái đèn lên. Thì thông thường nó là vậy thôi, mà hy vọng là nó không phải cái gearbox position sensor, cái transmission của chiếc xe này ha các bạn ha, hy vọng không đó ha, không phải cái đó. Thì bây giờ mình sẽ lấy ra mình chạy thử, từ anh nói chạy khoảng 3 cây số thì nó sẽ nổi lên cái đèn đó, thì bây giờ mình sẽ lấy em nó ra và mình chạy thử coi ha. Sẵn đó mình sẽ thử cái máy cái góc quay của chiếc cái GoPro trên chiếc xe các bạn ha, để coi nó có lắc hay không và nó có âm thanh gió hay nhiều hay là không. Sẵn đó mình sẽ vlog cái kiểu cách quay mình chia sẻ với các bạn luôn ha, thì coi như là một cái video các bạn coi để thư giãn. Mâm HOE các bạn, HOE không có chi, rất là đẹp, rất là đẹp. Cái xe này bây giờ mà đi cái phuộc lò xo Novitec vô, bỏ nó xuống một phân thôi à, một inch thôi là nhìn trời ơi rất là tuyệt vời. Tuyệt vời luôn. Thì quá đẹp. Với lại cổ bô ha, cổ bô xe này nó đi bô độ rồi mà âm thanh nó cũng còn êm quá các bạn. Tại vì cái cổ bô nó còn rất là nhiều color converter trong đó cho nên nó không có thoát ra cái âm thanh của chiếc Aventador. Đó, thì bây giờ sẵn đây các bạn ngắm chiếc SV đi các bạn ha. Carbon, matte carbon scoop luôn các bạn ha. Cái engine B ở phía sau nó thay vì nó là kiến nhưng mà cái này nó là matte carbon fiber luôn. Mình nói carbon riết mà mình lưỡng lử luôn. Lưỡng lử luôn. Carbon có nhiều. Và con cái thiếu đó là cái carbon đây ha, cặp kiến matte carbon nữa là quá đẹp luôn. Quá đẹp không? Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn ở phía trong cái chiếc Aventador S này. Đó. Hút bụi sạch sẽ, láng con. Lau sạch sẽ các bạn đó, thấy không? Rất là đẹp. Thì các bạn thấy ở đây nó có cái door panel là cái cửa mà cái vành trong thì nó là thuộc về là glass carbon fiber luôn các bạn. Thiết kế bởi chính hãng Lamborghini ha. Đó. Đây. Thì có một số bạn hỏi là ủa chiếc SV này sao nó không có cái đồ để mà đóng cửa lại, anh Trí đóng cửa sao? Thì các bạn thấy chiếc SV này nó có sợi dây đúng không? Đây nè, thấy không? Đó. Các bạn kéo nó xuống. Đó. Hoặc là đẩy nó lên.
Còn mở cửa thì cái nút bấm này nó cũng giống như cái phiên bản Aventador của Aventador của mình thôi. Đó. Phía trong rất là đẹp. Ghế Alcantara với lại cái chữ và viền màu vàng hợp với lại cái chiếc xe luôn các bạn ha. Phía trong đây các bạn thấy là điều nó là cái center của cái mấy cái ấy này thì nó là điều cái mấy cái frame này là carbon fiber luôn các bạn ha, rất là đẹp. Tay lái đẹp chưa, xe này nghĩa là business, không cần khi chạy xe này các bạn không có cần phải chỉnh nó nhẹt rồi kia nọ, không cần cái đó, chỉ là business chủ yếu là chạy. Rất đẹp. Thì bây giờ mình sẽ đi một vòng nữa ở ngoài cho các bạn coi ha. Bẩn chướng của em nó đẹp không? Đẹp. Cái cốp phía trước đó là matte carbon ha, làm bởi cái hãng Porsner cho cái cốp phía trước. Phía sau nhìn quá đẹp các bạn ha. Quá là đẹp luôn. Ok, bây giờ chúng ta thử chạy một vòng các bạn ha. Ok các bạn, thì mình đang hoài thử cái microphone luôn ha. Ở đây mình có cái wireless microphone. Thì mình lấy cái âm thanh ở phía trước cho nên hy vọng nó không có gió nhiều các bạn ha. Ok, thì mình chạy mình nghe cái cửa bên này nó kêu cốc 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 cốc. Mình nghĩ chắc ở phía trong cái cái bên hông, cái miếng cá bình bên hông cái ghế các bạn ha. Đó, kìm nó vậy là hết kêu. Tại vì nó không kêu. Thì anh Hà hỏi tí em coi giùm sao nó kêu, nó chạy nó kêu cái seat belt bên kia nó kêu két là nó nghĩ seat belt, nhưng mà chưa mình coi là không phải cái seat belt. Bây giờ chạy mới biết là nó là cái miếng này, miếng carbon. À, nẹp ở bên hông cái ghế á, kêu có cái thì chút mình chạy thêm một vòng make sure cái xe này ok. Chỉ khoảng 3 mai thôi à, 3 mai xong về thì mình sẽ
sẽ sửa cái miếng kia qua cái con két đó rồi ha. Một vòng về xong bắt đầu mình sẽ thăm dầu một lần nữa ha ba, check dầu một lần nữa, make sure nó good hết, rồi mình sẽ sửa cái miếng cabin bên đây, nó kêu nó chạy nó kêu két rồi ha. Bring it home. Nó đi mua trà sữa cho ba đó. Hai con xe cha mày. Hai con. Mấy đứa nhỏ mình ở đây ở phía bên. Hi. I'm good. How are you? Đang hồi bring it home. Okay. Nó đi mua trà sữa cho ba đó. Hai coi xe cha mày. Chiều hay bị kẹt xe khúc này các bạn ha. Hai. Thank you.
cái video cho chiếc SV hôm nay tạm thời dừng ở đây các bạn. Mình có bỏ cái link của anh Dũng Lê. Các bạn cứ nhớ là anh Dũng Lê có chiếc Aventador SVJ mà hôm bữa mình gắn cái dàn bô vô chảnh á. Thì cái kênh của ảnh bây giờ bắt đầu mở rồi các bạn ha. Thì các bạn ủng hộ qua subscribe cái kênh của ảnh ha, để cho ảnh có cái động lực để anh quay cái cuộc sống ở Arizona. Anh sẽ chia sẻ nhiều về xe, về cuộc sống của những người ở bên Arizona, tiểu bang Arizona các bạn ha. Thì mình sẽ bỏ cái link ở đó, một lần nữa mình sẽ bỏ cái link ở trên chỗ cái description á, thì các bạn bấm vô trong thì các bạn sẽ thấy cái link của anh Dũng ha. Nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình video kế nha. Chào tạm biệt các bạn.